mọi người. Sáng hôm nay lại thời tiết lại trở nên lạnh vào cuối cái mùa đông ở Brisbane. Thì sáng sớm nay chỉ có 5 độ C thôi. Ây da. Nhưng mà đến buổi trưa trưa thì nó lên đến 20, có hôm á lên đến 26 27 độ. Mà nhiệt độ trong xe sometimes là cũng ba mươi mấy độ đó, nên là nó chênh lệch giữa buổi sáng sớm, buổi tối và buổi trưa nó đến, có khi nó đến 20 độ, 25 độ, nó chênh lệch đó, rất là khắc nghiệt. Nhưng mà được cái là nó không, thực ra nó cũng không có quá khắc nghiệt giống như là những cái thành phố khác như là Canberra hoặc là Sydney đó. Thì nói chung thành phố Brisbane là cái nơi nó thuộc Queensland, mà Queensland là cái vùng mà ấm áp, ấm áp thuộc dạng là ấm nhất cái nước Úc này đó, nên là phù hợp cho người già. Rất phù hợp cho người già để sinh sống ở đây. Nhưng mà cũng không có nghĩa là người trẻ này là không có ấy được. Hôm nay thì mình muốn cho các bạn đi tham quan trên cái con đường mình đi làm, cũng hơi xa từ ở dưới khu vực của mình, là ở khu Forest Lake, Hitwood, Inala ha. Thì ở mình đã đi làm đến xa. Mình đi làm xa khoảng hơn 25 đến 30 cây số. Buổi sáng thì lái xe nó sẽ hơi đông đúc một chút. Một ngày mới khi ánh nắng lên, khó khăn này rồi sẽ chóng qua. Mình cùng tay chung tay giúp nhau vượt Covid. Này bạn ơi hãy luôn vững tin, dẫu cho ta đã phải cách xa. Thật mạnh mẽ nhé, không sao mà Việt Nam. Vẫn đang thở trong bầu không khí, vẫn còn có thể ngắm cơn mưa, vẫn đang mạnh mẽ dù trong ví chỉ đủ tiền ăn bữa cơm trưa. Nhờ sự cống hiến ở nơi đầu chiến tuyến để lùi dịch đi xa, và bôn ba từ nơi này nơi khác của các shipper đi giao hàng tận nhà. Ngày xưa tình thương lá lành đùm lá rách, bây giờ đây vẫn thế. Mọi người ở khắp mọi nơi chung tay góp sức không ngại nặng nề. Cùng nhau chung tay nào không sao mà Việt Nam ơi. Cùng nhau mạnh mẽ nào không sao mà Việt Nam ơi. Vì một Việt Nam tương lai sáng tươi, khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười. Mình ở yên tiếp thêm vững tin, đâu tự động họ sẽ nhường. Đừng lo khi có anh shipper, cứ an tâm hàng giờ sẽ đến tay. Thật mạnh mẽ nhé, không sao mà Việt Nam. Yêu lắm này, thương bay thương thật cho nhau. Yêu lắm này, tình người Việt Nam còn dâng cao. Sao mà Việt Nam yêu lắm.
rồi sẽ chóng qua. Mình cùng tay chung tay giúp nhau vượt Covid. Này bạn ơi, luôn luôn vững tin, dẫu cho ta đang phải cách xa, thật mạnh mẽ nhé, không sao mà Việt Nam. Một ngày mới khi ánh nắng lên, khó khăn này rồi sẽ chóng qua. Mình cùng tay chung tay giúp nhau vượt Covid. Này bạn ơi, hãy luôn vững tin, dẫu cho ta đang phải cách xa, thật mạnh mẽ nhé, không sao mà Việt Nam. Vẫn đang thở trong bầu không khí, vẫn còn có thể ngắm cơn mưa, vẫn đang mạnh mẽ dù trong ví chỉ đủ tiền ăn bữa cơm trưa. Nhờ sự cống hiến ở nơi đầu chiến tuyến để lùi dịch đi xa, và bôn ba từ nơi này nơi khác của các shipper đi giao hàng tận nhà. Ngày xưa tình thương lá lành đùm lá rách, bây giờ đây vẫn thế. Mọi người ở khắp mọi nơi chung tay góp sức không ngại nặng nề. Cùng nhau chung tay nào, không sao mà Việt Nam ơi. Cùng nhau mạnh mẽ nào, không sao mà Việt Nam ơi. Vì một Việt Nam tương lai sáng tươi. Cái chủ đề chính của cái video hôm nay mà Hà Lê muốn gửi đến các bạn, đó là mình tiếp tục trả lời câu hỏi của một cái bạn. Thì mình sẽ để trên màn hình cái câu hỏi ha. Thì bạn có hỏi rằng là giá nhà ở Brisbane thì khu vực nào là có giá là vừa tay, và vừa tay có nghĩa là sao ta? Nghĩa là hợp lý đó, phải không? Thì hợp lý thì phải hợp lý với người này, với người kia, cái người có nhiều tiền, người ít tiền như thế nào đó. Thì Hà Lê chỉ trả lời theo cái cảm nhận của mình và cái hiểu biết của mình về cái thành phố Brisbane, chỉ riêng cái Brisbane thôi nha. Tại vì Queensland nó rất là rộng lớn thì mình sẽ không thể có một cái nhìn là chủ quan để đánh giá hết được. Thôi thì mình chỉ nhận xét và cho cái cảm nhận của riêng mình về cái thành phố nơi mình đang sống nha. Thì theo như kinh nghiệm của mình, trong 7 năm mình sinh sống ở Brisbane, thì mình sống đầu tiên là ở suburb, đó là cái khu vực Rosedale. Thì Rosedale nó cách thành phố Brisbane khoảng 18 cây số. Thì lái xe nếu mà đi đường freeway thì nó chỉ mất tầm khoảng 10 phút. Trên cái freeway thì mình lái từ 100 đến 110 km/h đó, thì chỉ mất tầm 10 phút thôi. Đó, sau đó thì mình nói cái khu vực Brisbane Rosedale South thì nó cái tầm giá của nó khoảng chừng lúc mình bán thì thực sự mình bán cách đây cũng 4-5 năm rồi, nên là cái giá lúc đó nó tầm khoảng nhà cũ từ 30 năm, 40 năm, nhà rất là cũ, thì nó cũng đã có giá từ cái thời điểm 2017, 4-5 năm, thì nó cũng đã có giá khoảng chừng hơn 500.000 đô. Đó, còn nếu nhà mới thì thời điểm đó nó đã phải là 600 đến 700.000 đô vào thời điểm đó. Thì cái diện tích nhà nó phải trên 600 mét vuông. Đó là cái nó nhà thì nhỏ, nhà cũ rồi, đất rộng. Đó, cái land nó khoảng 600, hơn 600, 603 gì đó, thì cái tầm giá nó thời điểm 2017 nó khoảng trên 500
Đó là nhà cũ nha. Còn nếu nhà mới thì nó phải trên 700. Thì tính đến thời điểm này thì nếu như mình không có lầm á, thì khu vực Rosedale South ha, thì cái chính xác là cái khu vực mình đã từng sống, thì hiện giờ nếu mà nhà mới thì nó cũng không có dưới 800 đến maybe nếu mà nhà đẹp, nhà mới kiểu mà mới xây gì đó thì nó không có dưới 1 triệu. Đó thì nó rất là gần cái khu vực thành phố Brisbane cũng như là Carindale ha. Khu vực Carindale thì nó đắt đỏ lắm rồi, mình nó trên 1 triệu, tùy nhà cũ. Nếu mà nhà cũ thì nó cũng tầm khoảng 900 đến 1 triệu. Đó, nhưng mà diện tích đó, ở đó thì cũng sometime cũng rất là lớn. Từ 600 đến 900 đến có khi 1000 mét vuông. Mà nhà ở trên đó thì người ta cái khu vực nhà giàu mà, nên là người ta bảo quản nhà rất là tốt, nên là cho dù nhà có trên 20 năm, 30 năm thì nhà rất là đẹp, mà khu nhà người ta sống rất là cái khu vực gọi là xung quanh đó, làng xóm láng giềng rất là gọi là văn minh và trí thức đó, thì đa số là khu vực đó thì giá rất là cao ha. Rồi tiếp theo là một cái khu vực nữa mà mình có cái gọi là cái hiểu biết, là lý do là sau khi mình bán ở trên khu vực Rosedale South thì mình dời xuống cái khu vực gần cái khu vực người Việt là Inala. Thì mình sống ở khu mới, đó là một cái khu gọi là Hitwood, nó mới xây. Thì hệ thống đường xá rồi xe bus stop đang ngay phía trước nhà thôi. Đó thì Hitwood, Forest Lake nó liền kề với nhau. Đó thì mình nói về cái giá trước ha. Cái giá nó tầm khoảng từ hồi lúc mình mua thì nó khoảng tầm 500, hơn 500, 550 gì đó, 550 ngàn đô ha, cho một cái diện tích là đất là 430 cho đến 500 mét vuông. Nhưng mà cái nhà nó thì nhà rộng hơn, nhà ít nhất cũng phải 200 mét vuông đó. Thì cái đất ở ngoài thì còn lại nó nhỏ nhỏ vậy thôi đó. Vừa đủ để sinh hoạt, nào là phơi quần áo rồi thả chó mèo ra, ví dụ vậy đó. Thì từ cái khu vực Forest Lake Hitwood này mà đi đến cái khu vực người Việt ở Inala thì nó tầm khoảng 5 cây số, thì nó lái xe khoảng chừng tại vì là đường local không mà, nên là những cái rào bao rồi này nọ thì nó lái xe khoảng tầm 5 đến 7 phút. Đó thì cũng rất là thuận tiện. Từ cái Hitwood Forest Lake đi lên City Brisbane thì nó cũng tầm khoảng 15 đến 20 phút lái xe. Thì nó cũng rất là thuận tiện. Cái giá nó bây giờ so với cách đây 4 năm thì nó không có lên nhiều. Hiện tại thì nó cũng tầm khoảng 600 đến tối đa là 620, có nghĩa là cái mức giá nó lên nó không có nhiều. Nhưng mà ngược lại ha, thì những cái khu vực như là khu vực người Việt mình ở rất sinh sống rất là nhiều, đó là Inala, thì hiện tại cái giá nhà nó lên tăng rất là nhanh. Nghĩa là mình cũng có đầu tư vào cái khu vực Inala để mình cho thuê nhà đó. Thì nhà thường là nhà chính phủ cấp ha, rồi gọi là nhà của chính phủ đó. Sau này họ quá giá họ mua lại gì đó thì xong rồi họ bán, sống một năm sau những người cha mẹ mất đi hay gì đó thì họ bán lại cho mình. Thì mình mua thì nhà rất là cũ, ví dụ như nhà cho một cái diện tích là khoảng 600, trên 600, 630, 650 đổ lại đó. Rồi nhà thì cũ 5-70 năm á, thậm chí có nhà đến cả 100 năm rồi đó. Thì nó là các bạn biết nó cũ cỡ nào ha, thì sometime là nó sẽ bị mối mọt, nên là mình phải check
mối mọt rất là kỹ, và để trị những cái bệnh, cái mối mọt đó thì gọi là termite đó, thì rất là tốn kém. Cho nên là nhà khu vực Inala nó rất là cũ, nhưng mà được cái khu vực đó bây giờ nó lên giá rất là nhanh. Thì từ cái giá mà nhà hồi năm 2019 mình mua thì nó có tầm khoảng 270 cho đến 320. Đó là cái nhà rất là cũ nha. Thì bây giờ nếu như mình bỏ tiền vô mình sửa sang lại một chút, khoảng tốn, nhưng mà cũng tốn khoảng 5-70 ngàn chứ không ít. Đến thậm chí nếu mà nhà nào quá tệ thì có khi sửa lên đến 80 ngàn đô hoặc 100 ngàn đô thì mới có được một căn nhà là đẹp ha. Thì mình cứ cộng đi. Vì nếu mình mua một căn nhà nát khoảng 270-300 hoặc tối đa là 320 ha, thì mình cộng vô cái chi phí mình sửa nữa là cho 80 luôn đi, cho tối đa luôn đi, thì nghĩa là cái nhà ở khu vực Inala hiện tại nó khoảng tầm trừ từ 300 đến 420 thì là nhà đẹp ha. Sửa lại rồi khoảng 400 mấy đó thì nhà sẽ đẹp, nhưng mà hiện tại nó lên giá, những cái người sửa sang một chút rồi họ bán giá trên 400 là rất là dễ dàng. Một khu vực nữa mà giá nhà cũng mềm hơn ha, nhưng mà xa, nói xa thì cũng không xa lắm, gọi là đi xuống một chút xíu qua khỏi khu vực người Việt, thì đó là khu Quýt Nà ha. Thì Quýt Nà là có một số người Việt mình ở dưới đó cũng khá là đông đó, thì cái giá của nó mềm hơn rất nhiều so với khu vực Inala, mặc dù nó cách Inala không có xa, nhưng mà nó mềm hơn, lý do là nó khu vực đó đã từng gọi là bị lũ lụt á. Năm 2011 thì lũ lụt dâng rất là cao do những cái đợt mưa bão lớn đó, nên là cái khu vực đó thì giá nó tầm dưới 300 ngàn. À, nhưng mà dưới 300.000 đô la Úc ha, thì nó, nhưng mà cái diện tích, ngược lại cái diện tích nó cũng khá là rộng. Đó, thì từ những năm 2012-2013 gì đó, mà nếu mình mua với giá 200.000 đô thì bây giờ nó cũng không lên được bao nhiêu, nó cũng khoảng chừng dưới 300. Đó. Nghĩa là nó cách đây cũng khoảng gần 10 năm ha, mà nó lên không có nhiều. Nhưng mà cho thuê ở dưới đó thì cũng khá là ổn. Lý do là ở dưới khu vực Quýt Nà thì cho thuê đó nó rẻ hơn ở khu vực Forest Lake hoặc là Heathwood. Thì ở Heathwood ví dụ như là Forest Lake mình cho thuê được khoảng 400-500. Từ 400 đô đến 450-500 đô một tuần. Thì ở dưới Quýt Nà thì mình cho thuê được tầm khoảng 208-320 đô một tuần. Đủ tiền ăn bữa cơm trưa. Thì công hiến ở nơi đầu chiến tuyến để lùi dịch đi xa và bùng qua từ nơi này. Còn nếu mà những cái khu vực khác thì giá nó sẽ cao hơn. Mình cứ so tùy theo cái khu vực á. Thì thường là những người đi thuê nhà, những người lao động á, hoặc là du học sinh, thì du học sinh thì được cái là mình có thể nếu mình thuê ở tại thành phố Brisbane, mình share phòng chung với các bạn á, thì chia ra thì cũng không bao nhiêu, tầm khoảng từ 101-104 đô la một tuần ha. Mình thuê nguyên một cái phòng mà có bốn phòng nhỏ, một cái nhà có bốn phòng, thì mình có thể share với các bạn, thì mỗi phòng ít nhất cũng phải 104. Còn nếu những cái em mà chịu khó với lại thích ở gần cái người Việt thì thường hay xuống gần khu Inala để thuê á, thì thuê rồi để đi làm thêm cũng thuận tiện, đi làm nail hay gì đó thì người ta đến ngay. Ở Inala rất là đông, nên là người ta đến nhà người ta rước mình, đưa mình đi làm rất là tiện. Rồi nhưng mà bù lại có những em thì
dụ con nhà giàu hay gì đó thì nếu thích ở thành phố, ngay thành phố thì nó gần hơn, mình đi học mình chỉ cần bắt một chuyến bus khoảng từ 5-10 phút gì đó là mình ra ngay cái trường mình học, rồi nó kế bên 5-10 phút thôi thì nó đi làm ở city cũng được, cũng tiện. Nếu như làm một quán cà phê, quán ăn uống gì đó thì ở tại city thì nó rồi. Nếu các bạn có những câu hỏi gì thêm về xung quanh, về việc nhà cửa đất đai, cũng như là mình nói thêm rằng là cái khu vực mình sống, ví dụ hít ruột rồi Forest Lake thì nó an ninh an toàn hơn là cái khu vực Inala. Thì Inala khu người Việt, khu người da màu, và nói chung là nó cũng rất là phức tạp, nhà cửa lúc nào cũng phải khóa kỹ cẩn thận. Nói chung là bây giờ không phải như ngày xưa, nghe rất nhiều người nói là ngày xưa còn khá là an toàn, nhưng mà bây giờ thì ai cũng phải cẩn thận, khóa cửa rất là kỹ đó, rồi hệ thống báo trộm này nọ, chống trộm đó. Thì ở đâu cũng vậy ha, mọi người nhớ tìm hiểu và ghi thêm cái bình luận nha. Con sẽ thôi về đây.